quá không ạ, quá cực đi. Có cái ví dụ như là ông mà được có cách nào mà ông thiết kế được một cái gì đó mà nó ngon lành, mà nó tiện ích, tôi kêu gọi là dạng mà ráp á, nó tiện khi mình đi du lịch, nó đi cái gì cắm trại trong rừng rồi đó, nó tiện cực kỳ luôn á. Còn này nó mỗi lần đi cái đòn rinh đê này nọ, hoặc để đi kiếm chỗ này chỗ kia chắc nó cực bà cố luôn. Nó dùng hiểu không? Không. Chứ nói cái gì? Nghĩa là bếp nướng đó ông Thần. À, bếp nướng hả? Nói vậy mà cũng không hiểu, đi rừng chỉ có nướng thôi, với lại đốt thôi chứ có làm cái gì mà khi ăn uống thôi. Chứ hỏi ông này nha, vô trong rừng ông làm gì có gạch mà có đá. Đúng rồi, đúng không? Chỉ có củi đốt thôi. Còn có cái cây mà ông chặt để mà ông cắm đúng không? Ừ. Thì ông đốt tí xíu rồi nó cũng cháy rồi nó tắt, cháy rồi nó gãy. Đúng rồi. Đó, mà nhưng mà khi ông có cái cây là chỉ có treo thôi, chứ còn không có thể là mà gọi là mình nướng. Đa số là vô rừng, đa số là ta nướng. Đem thịt, đem đồ, đem thêm nướng cá đồ nó ta nướng đúng không? Cắm cây thì nướng đâu ngon đâu. Đúng. Đó, nếu mà ông thiết kế được mà gọi là cái vị nướng kiểu mà rắp nó gọn gàng khi mình mang đi theo á, nó cực kỳ hay luôn á. Vậy sao mình không thiết kế là vừa là một cái vỉ nướng, vừa là một cái vỉ nấu, vừa là một cái bếp đa năng luôn. Nó gom lại trong một cái bộ khung của mình. Mỗi lần mình xài thì mở ra mình lắp ráp thôi, mình xài. Mà cái đó mà ráp ráp nó phải có điện chứ. Nói chung là rất là dễ, chỉ có mấy cái sắt mình lắp ráp mình lên. Nếu mà anh đi phượt đi trong rừng á, Công Dũng rất là đa năng. Phải không Thần? Có. Quốc đi mua sắt về Quốc đi. Trước sau thì cũng phải đi rừng ngắm trại à. Đây, mình đi vô vụ ve chai mình mua sắt. Đi vụ ve chai đúng không? Ừ. Ok, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách lắp ráp các chế một bộ đồ vỉ nướng nồi nấu đa năng nha. Di động nha, lắp ráp được nha chưa? Hiện tại giờ đang dịch ở nhà thì tụi mình biết làm gì bây giờ, mình chế đồ sẵn đi để hết dịch mình đi chơi. Được không anh? Mọi người cắt ngắn dài tùy ý mọi người nha, tùy chọn mọi người thôi. Đó, bây giờ anh hàng đúng không? Hàng khung cho em. Hàng sao? Thì đó, cắt sẵn rồi đó. Hai cây bằng nhau, hai cây bằng nhau đó. Đó. Đây là bỏ đây hàng đúng không? Đó, anh hàng khung cho em đó. Hàng khung này. Ừ. Đây đúng không? Tại vì hồi nãy tôi ra tiệm ve chai tôi không có sắt nhỏ hơn, nếu mọi người nên mua cái sắt nhỏ hơn đó nha. Vuông nó chỉ nhỏ bằng cái ngón tay cái thôi nè. Đó mọi người lấy sắt đó nha, tại tôi ra tiệm ve chai tôi mua không có. Rồi, ok, hàng đúng không? Hàng này đi. Đây, sau khi mọi người hàng xong một cái khung đúng không? Gõ mỏ hay gõ gì đó rồi anh dùng qua bên đi. Rồi, bên tiếp tục nha. Tiếp theo hai ống mọi người có máy khoan thì mọi người khoan nha, tại vì tôi không có máy khoan tôi cứ dùng thẳng máy hàng tôi chích lỗ thôi cho nhanh. Nếu mọi người muốn đẹp với là cho nó cầu kỳ thì mọi người lấy khoan nha. Tiếp theo nha mọi người chấm hàng cái đầu ốc vô luôn nha. Đây sau khi mọi người hàng xong á mọi người sẽ có thành quả như thế này đó. Đây thì hai ống rồi. Anh chấm hàng vô dùm em với cây đi. Vô đây hả? Ừ. Chấm vô đây hả? Ừ, chấm. Anh chấm đầu nè. Đầu đúng không? Ừ. Đây là nguyên bộ đồ nghề. Anh gom bộ đồ nghề đi đúng không? Rồi. Bây giờ nha. Cây này á mình làm một cây 1 mét. Tại vì biết tại sao làm mấy cây dài không? Tại anh phải đóng xuống 40 phân. À đóng cho nó cứng. Ví dụ đây đi. Đây đi, được không? Đó, anh đóng xuống. Nó đè xuống mà. Rồi. Ok, bây giờ, đó. Bỏ vô hả? Ừ. Anh bỏ cái vỉ xuống trước. Vỉ không? Ừ. Như vậy. Đó, mọi người canh cái độ lửa của nó. Ví dụ anh canh độ lửa bao nhiêu? Cái vỉ nướng. Đó, mọi người bằng lại. Chỗ nào canh chỗ nào làm đó. Anh canh cái lửa, độ lửa nó cao thế nào? Cái này đi. Ừ, bạn chốt lại. Chốt lại đúng không? Ừ. Rồi ok. Rồi. Cái này bỏ lên sau. À, cái này là mình nướng rồi, nướng xong bắt đầu cái là mình bỏ lên. Anh để ngược rồi. Nướng xong cái mình để vô đây cái mình khóa lại cái mình bắt cái đồ nấu gì. Anh có cái vị nướng cho mọi cái vị nướng. Nếu mọi người muốn xài vị nướng mọi người hàng luôn cái vị nướng trong đây cũng được nha, hàng luôn trong đây cho nó đỡ tiền. Hàng nhiều khi nó mất cái vệ sinh. Đó, cho em một cái vị nướng, mở này. Rồi, cho em một cái nồi. Cái nồi luôn hả? Ừ. Đấy, đây là nguyên tròn bộ nên đó. Cái nồi là mình phải dẹp cái kia ra. Ví dụ như đang cái này chín rồi đúng không? Đúng. Chín rồi thì mình dặn ra. Dặn ra mình xoay qua bên. Đó, dặn ra cái mình để bên đây. Đó, đúng rồi, để bên đây. Dặn lại. Đó. Đó, cái nồi chúng ta để đây. Đó. Nấu. Đó, chúng ta nấu, đó. Chúng ta canh cái đồ lửa đó. Cái này khi mà cái sắt này mọi người đóng thẳng xuống đất nó rất là nặng nha, nó chịu lực rất là ghê. Đó, nó chịu lực rất là mạnh cho nên mọi người yên tâm về vấn đề chịu lực nó nghiêng nha. Mọi người cho nên mọi người phải thiết kế một cây thật dài để mọi người đóng cái độ sâu xuống đất là đảm bảo rất là cứng. Đó. Còn cái vỉ này nói chung là tất cả cái này là mình nâng lên nâng xuống để chỉnh cái độ nóng của lửa đúng không? Đúng. Đồ. Đó. Thấy không? Xong cái là tháo ra lại. Đó, gọn gàng mà, nó đâu có gì phức tạp đâu, gọn gàng mà. Nấu đa năng luôn, vừa nấu lại vừa luộc, vừa nấu canh hay là đủ món. Cái này dùng cho dạng đi trại rồi đó. Đó, giống như trại là bếp lửa ngồi kế bên mày nè. Ngồi đây nè, khi mình nướng xong mình quay qua đây. Đó, mà ăn xong rồi mình kéo lại mình nướng tiếp. Đó, rồi kéo ra cái vô đó. Đem ra cái đem rọi lại. Đó. Đơn giản. Nó tiện ghê trời. Nó quá tiện lợi luôn, cái này nó quá tiện lợi. Cái này cũng đem qua đây được nè đúng không? Ừ. Mình xoay qua. Đó, xoay qua. Ủa cái này sao nó đi theo vậy? Mình xoay cây á. Đó, mình xoay qua, nó xoay quay lại. Đó, ok. Cái này nó rất là tiện lợi nha. Đây là cái bộ mà nướng nấu di động. Với lại cái bộ này nó rất là tiện lợi đó, mọi người áp dụng theo, mọi người làm theo nha. Tôi đảm bảo là sau cái mùa dịch Covid này mọi người có thể mang đồ đi cắm trại là ok rồi đó. Cái này nó hơi giống này nhỏ hơn xíu. Nhỏ xíu là vừa đẹp. Không có làm ra mới cắt ống bự. Đó, mọi người cân chỉnh lại là ok rồi đó. Ok, đây là một cái vỉ nướng đa năng nha, vừa bếp vừa nấu luôn nha. Đó, chúc mọi người chế tạo thành công, chúc mọi người mùa Covid này có thể chế ra những vật liệu để sẵn ra xong mùa chúng ta đi chơi. Đồ mà cái vỉ này nó lớn lắm, cái bộ rộng lắm. Ồ, 2 vỉ luôn nè. Đó, ok. 2 vỉ luôn. Ồ, anh gom lại đi. Đó, chúc mọi người thành công nha.